Nào, không bao giờ nói to. Đúng luôn. Thật không? Thật luôn. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Video ngày hôm nay thì sẽ không phải là một video về make up hay là skincare, mà sẽ là một video về reaction. Ở trên mạng thì mình biết là có rất nhiều những loại video reaction về MV ca nhạc này, xong rồi các thứ. Mình thì mới chỉ làm có đúng một cái reaction đến cái video đầu tiên của mình ở trên YouTube thôi. Còn ngày hôm nay thì sẽ là reaction một cái mà một năm về trước mà mình đã quay. Đấy là video mà ngày bọn mình cưới. Ngày hôm nay thì cũng là ngày kỷ niệm một năm ngày cưới của vợ chồng mình. Và từ cái hôm mà cưới xong đến giờ, từ cái hôm mà có video ấy, thì chắc là mình mới xem lại được khoảng 2-3 lần gì đấy. Bởi vì có những cái đoạn nó khá là xến ấy. Khá xến ấy. Sao mà mình cũng không dám xem lại. Từ đấy chồng có xem lại không? Chồng có xem lại 1-2 lần, nhưng mà kiểu chỉ xem kiểu nách ấy. Chứ là chỉ xem đoạn intro thôi. Chồng nhớ là chỉ xem đoạn intro thôi. Còn những cái phần mà hai vợ chồng mình nói chuyện với nhau các thứ ấy, chồng bỏ qua. Không dám xem lại. Ok. Và thực ra ấy, thì nếu mà bây giờ reaction xem lại một cái video của chính bản thân mình ấy, nghĩ là chắc là nó sẽ có nhiều cái cảm xúc lạ đấy. Ông này cứ nói thế, nhưng mà mọi người biết là bình thường ấy, mình xem video của mình rất sợ. Mình rất sợ nghe được giọng mình ở trên TV hay là ở trên máy tính ấy. Nhưng mà ông này cứ lúc nào có cái video nào của mình lên là ông cũng xem hết, xong xem đi xem lại, xem trước mặt mình để cho mình cảm thấy khó chịu ấy. Về cài view chứ. Thì nếu mà mình sẽ cùng xem lại video cưới để xem là cái cảm xúc nó còn được như cũ không, hay là kiểu gọi là gợi lại một chút kỷ niệm. Còn nếu mà mọi người chưa xem video cưới của mình thì mình sẽ để ở dưới description box cho mọi người có thể xem nhé. Ok, video này tên là Ngày Trinh Cưới. Đây là cái đoạn mọi người đang set up mà từ chiều hôm trước đúng không? Đúng rồi, trong set đấy. Cái lúc mà set up này vẫn không được xem đúng không? Đúng không? Có lúc mọi người đang làm hoa thì mình có đến xem cái lúc buổi chiều ấy. Thì cái hồi bọn mình là đám cưới thì mình với cả chồng mình có làm qua một anh là bạn của chồng mình. Thì anh ấy có một cái cửa hàng hoa, thì anh ấy chuyên đi set up cho những cái đám cưới. Thì đợt đấy mình chỉ biết là cái tông màu mà mình thích là tông màu gì thôi. Xong rồi mình trình bày với anh ấy là em thích kiểu này kiểu kia. Xong rồi lên Pinterest để xem là bọn mình thích những kiểu gì ấy. Đấy, nhưng mà nói chung là mình không có bản 3D trước, nên là mình không hề biết là nhìn nó sẽ như thế nào. Chỉ có đúng là cái buổi chiều hôm trước hôm cưới ấy nhờ, thì mình có qua xem thì mọi người vẫn còn đang cắm hoa. Nên là kiểu cũng không biết là nó sẽ như nào luôn. Nói chung là ý tưởng thì của hai vợ chồng mình, nhưng mà khi mà bố trí ra cái mặt bằng thực tế thì nó cũng không giống như là vợ chồng mình, chính xác như vợ chồng mình hình dung lắm. Nhưng mà nói chung tất cả thì đều ổn. Đều ổn đúng không? Đều theo như những gì mình mong đợi. Xem đến đây mình nhớ nhá. Nhớ lại câu chuyện sự xuất hiện của Vinh ấy. Là cái sự xuất hiện rất là bất ngờ đối với mọi người ấy. Vì hai vợ chồng mình đã giấu cái việc mà Vinh đã xuất hiện trong cái tiệc cưới đấy với tất cả mọi người. Khi từ cái lúc mà Vinh từ sân bay về thì vợ chồng mình cũng đón Vinh sang ở tạm bên nhà bạn. Xong đến hôm cưới thì mới xuất hiện một cách khá là bất ngờ. Xong rồi kiểu nó trốn chui trốn lủi trong cái phòng thay đồ của mình ấy, khổ vãi. Xong rồi nó phải mang cả ni lông lên ấy. Chỗ này có nhiều ảnh đẹp rồi. Đấy, cái đoạn intro này này là cái đoạn mà bọn mình xem nhiều nhất. Bởi vì kiểu nó vui, xong rồi nó tổng hợp tất cả từ đầu đến cuối ấy. Tổng hợp những cái hình ảnh gọi là đẹp nhất trong cái đám cưới đấy. Đấy. Nên vợ chồng mình cứ xem lại, nhưng mà bắt đầu hết cái intro là hơi dừng ngay. Kiểu tất cả mọi thứ nó lắng xuống ấy, xong rồi bắt đầu đến mấy cảnh xến xến. Đây là người đang edit video cho bọn mình. Cái video cưới này là đang ngồi ở trước mặt. Đấy. Nhưng kiểu bây giờ xem lại thấy đám cưới mình trông đẹp chứ nhỉ? Đây, ánh nắng đây. À, kể cho mọi người nghe về thời tiết đây. Hôm mà mình cưới. Thì cái khoảnh khắc mà có nắng ấy, gọi là một khoảnh khắc mà
vô cùng quan trọng với vợ chồng mình. Bởi vì các bạn biết là khi mà tổ chức tiệc cưới ngoài trời thì cái mà đáng lo lắng nhất đó chính là thời tiết. Bởi vì chỉ cần một trận mưa thôi là tất cả công sức mấy tháng của vợ chồng mình ra đi. Thì hôm đấy mưa suốt mấy ngày luôn, mà mưa cho đến cái hôm đấy là mưa đến tận 11 giờ trưa vẫn mưa. Trưa vẫn mưa. Và đến mức mà bà của Trinh nằm buổi tối bà không ngủ được vì là bảo là hai đứa này thôi xong rồi. Mà nếu mà mọi người muốn là có cái option là có mái che ấy thì phải báo cho người ta trước một ngày. Ờ, trước mấy ngày luôn ấy để đi thuê xong rồi, chuẩn bị. Với là cái việc mà dựng cái mái che rất là to như thế ở trong một cái khoảng không gian lớn nó không hề đơn giản tí nào cả. Tức là phải thuê trước, người ta phải đặt trước. Ừ. Với cả là nếu mà đã dựng cái mái che thì nó sẽ tối mà nó không được đẹp nữa. Không được đẹp nữa. Thế xong vợ chồng mình bảo là thôi liều đi, không đặt. Là mình kiểu mọi người biết là trước khi mà đám cưới thì phải đi xem ngày. Mà vợ chồng mình không hề đi xem ngày, mà người xem ngày chính là chồng mình. Đấy, thầy xem mà. Chồng mình lên kiểu mấy cái trang web về cái gì lịch, là, lịch cái gì ngày đẹp kiểu, các thứ. Thì nói chung mình cũng biết một chút về cái lý số. Và nói chung là mình cũng biết là khi mà các thầy xem thì cũng chủ yếu dựa vào sách vở xem như này như kia. Thế là có một chút kiến thức rồi, chứ không phải là liều chọn bừa đâu. Đấy, thì đến tận 11 giờ khi mình bắt đầu đi make up thì vẫn mưa. Nhưng mà đúng cái khoảnh khắc mà mình bước ra từ cái đằng sau ấy lên sân khấu ấy thì trời đã bắt đầu nắng lên. Đấy, mà trộm vía là ngày hôm đấy bọn mình làm thì nó rất là đẹp, không bị nóng quá, không bị lạnh quá. Nhưng mà đến sau ngày hôm đấy thôi, trời rất là nóng. Kiểu siêu nóng luôn, 40+ độ. Trước đấy thì mưa rất to, mà sau hôm đấy thì trời nắng. Nói chung chỉ có đúng một hôm đấy là đẹp, mà rất may lại vào đúng vào đúng cái giờ đấy cơ. Đúng rồi. Còn nếu mà buổi sáng thì cũng toi luôn rồi. Hãy xem tiếp. Đây là bộ vest của mình. Là từ khi bộ vest duy nhất biết mình làm cưới đến giờ, rất nhiều người thắc mắc là chú rể là người ra sao, chú rể là người thế nào, trông như thế nào. Xưa body mình đẹp phết nhỉ. Không giống bây giờ. Kể cho mọi người một chút về tăng hẳn cái nhìn cân của mình về xem cái đoạn này thấy mình gầy ghê. Ngày hôm nay tóc còn dài. Cái album lắm giờ đâu ta? Đầu tiên thì người ta sẽ nói cái album này vẫn ở nhà nhưng mà nhét ở trong tủ ấy. Lâu lắm, tức là từ hồi đấy bây giờ gọi là 1 năm rồi không mở ra luôn này. Mọi người có nghe truyền thuyết là chụp ảnh cưới không bao giờ xem lại không? Hầu như đôi nào cũng nói thế, đúng như thế luôn. Và chụp mình xong chỉ xem ở trên máy tính hoặc là xem ở trên điện thoại thôi, chứ chẳng bao giờ mở album để xem ấy. Và mình bây giờ nhá, có cái album này thì đang nhét ở tủ này, và có một cái khung, có một cái ảnh to cái hôm mà cưới để khung ở trước cho mọi người vào nhìn thấy ấy. Ảnh phóng ấy, cái ảnh phóng to ấy. Ờ, bây giờ cũng đang nhét ở trong kho. Đang nhét ở trong kho. Nói chung chẳng mơ xem lại. Khuôn mặt không, hoặc là cái gì mà người ta nhìn thấy đầu tiên. Thì mình nhớ là ngày đầu tiên mà mình thấy mình có ấn tượng thực sự ấy là ở trong nhà văn hóa của NEU. Khi đó thì mình quay lại và mình nhìn thấy là thì đoạn này là mình đang nói về gọi là kiểu review chú rể, review chú rể hoặc là con gái hoặc là bất kỳ ai, mình rất nhìn vào cái mũi. Bởi vì mọi người biết đấy, mũi của mình thì không được đẹp cho lắm. Nên là khi mà mình nhìn thấy bạn ấy một cái mũi rất là thẳng, rất là cao thì mình kiểu bị ấn tượng kinh khủng khiếp. Thì đấy là cái đầu tiên. Wow. đây là cái phòng thay đồ mà mình ở trong này này. Tại vì trước hôm cưới thì mình không có cho chú rể xem bộ váy cưới của mình, mà mình muốn là ngày hôm đấy thì mới được nhìn thấy cái bộ váy cưới đấy. Còn trước đấy đi chụp ảnh các thứ là mình sẽ mặc một bộ khác mình đi thuê thôi. Còn cái bộ này là mình đã đặt riêng. Xong rồi đến tận lúc mà mình bước ra để mình đi ra gặp mọi người ấy, thì chú rể mới nhìn thấy. Đẹp không? Đẹp. Và thật rất không? Bất ngờ. Bởi vì nó không giống như chồng hình dung. Thế á, chồng hình dung nó như nào? Chồng hình dung kiểu nó phải kiểu váy xòe rộng ra nữa này. Kiểu công chúa bồng bềnh hả? Công chúa bồng bềnh. Xong rồi có thể trên mái tóc của vợ nó sẽ hay là trên cái váy nó sẽ cầu kỳ lấp lánh hơn. Kiểu công chúa lấp lánh đúng không? Ừ. Nhưng mà đấy, mình lại không chọn cái kiểu váy đấy vì mình sợ là mình mặc váy to quá sẽ nuốt hết chú rể vào trong cái váy đấy. Giai đoạn này là nói còn về chưa có ai cách thì là một người rất cẩn thận và chu đáo. Tất nhiên là sau nhiều năm thì có rất là nhiều kỷ niệm về cái sự cẩn thận và chu đáo đấy. Nhưng mà có một cái mà mình nhất rất là nhớ. Cái lúc này mọi người mới bắt đầu đến đúng không? Đó là về một mọi người tuyết nhá. Kem đánh răng. Hôm đấy mọi người đến
còn sớm hơn cả cái giờ mà vợ chồng mình mời. Bởi vì vợ chồng mình làm là hai tiệc. Một tiệc là chỉ có khoảng 70 người thôi. Cũng không hẳn là tiệc, gọi là trước đấy có một cái lễ mà lễ trao nhẫn. Lễ trao nhẫn thì vợ chồng mình muốn là mời những người mà người ta quen với cả hai vợ chồng luôn, thì thì khi mà người ta đến, người ta tham dự thì nó sẽ có gọi là biết cả cô dâu chú rể rồi thì sẽ hay hơn, sẽ ý nghĩa hơn. Thì đấy toàn là những người rất thân với cả vợ chồng mình, cho nên là mọi người sẵn sàng đến sớm hẳn cả một tiếng đồng hồ trước ấy. Tại mình cũng dặn mọi người là đến sớm để nhỡ tắc đường, tại vì cái ngõ đi vào trong cái chỗ cưới rất là bé, và đúng là nó tắc đường thật. Nếu mà mọi người ai mà cũng có ý định làm tiệc cưới ở chỗ An Dương ấy, thì mọi người nên lưu ý là phải tính toán giờ, nó rất là quan trọng, đường vào hơi bé, kiểu gì cũng bị kiểu tắc. Kiểu gì tắc, chắc chắn là kiểu gì tắc. Mình đã dùng gần hết, tức là nó rất là khó bóp. Tuyết cần đánh răng, nhớ chuyện tuyết cần đánh răng không? Nhưng mà sáng ngày hôm sau khi mình ngủ dậy, tự nhiên mình đã nhìn thấy là trên bàn trải của mình đã có thêm đánh răng. Bạn ấy đã kiểu nhìn lại cái hình này. Vợ kể không? Vợ chồng mình có làm một cái photo booth, là cái hình Instagram ấy, để cho mọi người có thể vào đấy chụp ảnh. Và vợ chồng mình không có một kiểu ảnh nào ở trong cái photo booth đấy cả. Bởi vì đến lúc mà vào xong rồi set up các thứ, xong rồi vào thay váy là kiểu không có thời gian để mà chụp một kiểu ảnh nào với cái photo booth đấy nữa. À, thực ra chỗ đấy là một trong những chỗ ý nghĩa nhất mà vợ chồng mình nên chụp. Cuối cùng khách mời ai cũng có ảnh ở đấy, trừ vợ chồng mình không có một cái ảnh nào. Rồi mình không phải làm những cái việc đấy ấy. Mà cái đấy nó rất là nhỏ thôi, nhưng không hiểu sao sau rất là nhiều năm mình vẫn là nhớ cái kỷ niệm đấy. Nhưng cả những người thân, bạn bè của vợ chồng mình bây giờ trông cũng khác thôi. Cũng khác hồi còn một điều nữa mà mình cảm thấy rất đã có rất nhiều cháu bé ra đời. Chú rể là một người rất là chăm chỉ. Nếu mà đặt ra cái mục tiêu gì, kể cả từ học hành này cho đến làm việc, chú rể kia chính là lên kìa, làm cái gì cũng rất là chăm chỉ từ lúc đầu cho đến lúc cuối. Cái đấy là một cái mà nhiều khi mình không thể làm được. Ví dụ như việc tập gym chẳng hạn, là mình chỉ tập được trong một thời gian thôi. Lúc này chồng đi lên chồng run không? Trong khi bạn ấy thì có thể làm tất cả mọi thứ chăm từ đầu cho đến cuối. Đấy mọi người thấy không? Đến đúng đoạn này trời bắt đầu nắng. Còn trước đấy thì không có một tí nắng nào luôn. Hồi xưa mình đứng ở trên sân khấu hát rất là nhiều, thì khi mà hát thì không run. Nhưng mà nếu mà khi mà ai hỏi hoặc phỏng vấn gì đấy trên sân khấu thì rất là run. Nhưng mà nhìn đâu mà run? Thì phải tỏ vẻ ra mình không đây, run. Đây Vinh này, Vinh đi ra này. Dù là đoán là cũng học cũng được đấy, nhưng mà tôi chỉ nhớ cái ngày mà tôi nhớ được là có một chứng nhân cho tình yêu chúng tôi đang ngồi ở đây. Anh Quý Long. Anh Quý Long vừa là người thầy vừa là người anh cũng là một bình luận viên bóng đá của kênh VTV. Câu chuyện ngày hôm đấy, tôi nhớ đến cái mốc thời gian đấy bởi vì là rơi vào ngày 20 tháng 11, cũng liên quan đến một ngày của thầy luôn thầy ạ. Thầy ăn cùng ngày hội chỉ ông trên cái mắt bếp. Câu chuyện tình yêu của tôi lại chính bắt đầu. Thì đến hôm nay tôi cũng phải là hơn 9 năm rồi. Thế ai là người tỏ tình trước ạ? À? Là... ai là người tỏ tình trước ạ? À? Đấy thì hôm đấy chương trình của vợ chồng mình thì có cái gì nhỉ? Lúc đầu là chồng lên trước đúng không? Xong rồi em mình mới đưa mình lên. Thì lúc đấy kiểu mọi người cũng bất ngờ ấy, vì không biết là Vinh sẽ về. Thế xong rồi sau đấy là cái gì nhỉ? À đấy, xong rồi có một vài câu hỏi để warm up. Câu hỏi dành cho chồng trước. Hỏi từ trước xong đó vợ mới bước ra sau. Đúng rồi. Hỏi về vợ, hỏi chồng về vợ. Là hôm nay vợ sẽ chuẩn bị như nào, mặc váy như nào, đánh son màu gì. Xong kiểu cái lúc mà kiểu Vinh đi ra ấy nhỉ. Tất cả mọi người không ai cứ mọi người bất ngờ quá nên là mọi người tất cả dồn hết về Vinh, không ai thèm nhìn đến mình nữa. Thực ra thì không sao cả, bởi vì cái đấy là cũng là cái chủ đích của mình rồi ấy. Nhưng mà bố mẹ mình cũng không biết. Thế là kiểu bố mình bắt đầu kiểu xúc động quá. Lao ra ôm Vinh. Sao quên mất luôn mình. Đấy thì đoạn phần sau này là một vài câu hỏi mà MC dành cho vợ chồng mình để warm up. Trên không hỏi mọi người. Đấy, mọi người bảo sai rồi.
Tỏ tình trước nhỉ? Câu chuyện tỏ tình như nào nhỉ? Vừa nhớ không? Tỏ tình á? Hình như vợ chồng mình cũng đi xem phim thôi, xong rồi nói chuyện vài câu. Hình như là tỏ tình không bằng lời nói mà chủ yếu bằng đúng hành rồi. Động. Chủ yếu bằng hành động thôi chứ cậu không nói năng gì. Chắc tôi có đoạn này nhá. Đoạn này cứ xem đi. Tại vì 16 phút thôi, cứ xem hết được dài. Ở đây đoạn này. Không dám xem. Đoạn này là bà của Trinh, bà sẽ lên đọc thơ gửi tặng cho hai đứa. Bao năm vất vả lo toan để mong cuộc sống đến nay đủ đầy. Năm năm tháng tháng ngày ngày. Hồi xưa thì bố mẹ Trinh ở nước ngoài, làm việc ở nước ngoài cho nên là thời gian Trinh ở với bà rất là dài. Cho nên có thể nói là bà giống như là cha mẹ của Trinh vậy. Đi nước ấm lòng, tình thân chan chứa, gợi lên bao chuyện ngày xưa. Thơ của bà hay quá, đầu tiên được nghe thơ của bà luôn. Mà kiểu chưa bao giờ thấy bà làm thơ luôn ấy. Vừa cũng thế à, lần đầu tiên. Chưa bao giờ thấy bà làm thơ luôn. Bây giờ cháu đã lớn khôn, thành cô thiếu nữ muôn vàn. Hết cái video này mặt tan nát luôn. Thực lòng bà vẫn muốn gần, nhưng sao thế được mà bà ước ao. Tuổi xuân cũng có điểm dừng, che già mong mọc đời xưa linh. Nói chung là trong suốt cả cái đám cưới này mình khóc từ đầu đến cuối luôn. không kiểu không dừng được một phút nào luôn ấy. Tại vì kiểu từ lúc đi bước ra, chân ra nhỉ? Đúng rồi, từ lúc bước chân ra khóc. Xong rồi nín được một lúc, bà lên đọc thơ lại khóc. Xong bắt đầu đến đoạn hai vợ chồng mình đọc cái tờ giấy của hai vợ chồng ấy. Lại khóc tiếp. Xong rồi đến lúc tiệc chính. Tiệc chính thì không khóc mà. Tiệc chính không khóc nữa. Tại vì tiệc chính có đông người quá rồi ấy, mình cũng không phải nữa. Quay lại tí nữa. Và một người thì có thể làm được. Đoạn này là vợ chồng mình đọc mấy cái vợ chồng mình tự viết cho nhau thôi. Và đúng là cả hai chúng mình đều. Đoạn này cũng khóc không thể dừng được luôn. Từ khi năm 19. Trông khóc kìa. Đấy thời tiết cũng ô nhiễm nên là hơi nhiều bụi bay vào mắt này. Hơi khó chịu trong mắt tí. Được ngồi cùng nhau ở trong xe rồi nghe nhạc cũng cảm thấy rất là. Nói đến rồi. Chuyện được ngồi cùng nhau ở trong xe ở Hồ Tây từ hồi cưới đến giờ vẫn đi. Được thêm một lần. Được đi đúng một lần à không, thật đi cũng khá nhiều nhưng mà lần cuối cùng bọn mình ra đấy ngồi vào buổi tối là nhạc. Ngay trước khi đi đẻ. Tức là tối hôm đấy ra phát là hôm sau 1 giờ luôn. Sáng hôm sau là đau đẻ hôm luôn. Hôm đấy vợ chồng mình đã kiểu có linh cảm rồi bởi vì hai vợ cảm chồng linh cảm nhiên, cảm thấy linh cảm nên là bảo thôi hôm nay đi ăn đi chơi một hôm đi, biết đâu ngày mai đi sinh em bé. Mai sinh thật luôn. Sinh thật luôn. Chỉ sau khi đi chơi về khoảng 2-3 tiếng là đến khoảng 1-2 giờ sáng vợ đã gọi chồng dậy đi à. Đúng rồi. Khi mà mặc bộ đồng phục thể dục của trường kinh tế quốc dân cho đến bây giờ đang đứng ở đây mặc bộ đồ cưới. Lúc mới bắt đầu yêu nhau thì yêu có rất quá. Nhiều niềm vui. Cho đến những lúc mà xến quá. Không muốn nhìn mặt nhau nữa. Nhưng mà có lẽ bây giờ chấm đứng mắt ở đây thì vợ cảm thấy rất là may mắn vì mình đã quyết tâm đấu tranh đến cùng để có được ngày hôm nay. Thực sự từ trước giờ lúc mà nghĩ đến chúc mừng nhé. Hôn nhân thì nó là một cái gì đấy rất là đáng sợ. Nhưng mà nghĩ là nếu mà chỉ cần có một người đồng hành tuyệt vời thì sẽ không cần phải lo lắng. Ta không nghe nữa. Hy vọng là được hòa được lấy cái gì không vợ lấy. Vẫn sẽ như lấy giấy ăn hay sao ấy? Không bao giờ nói to. Nào, không bao giờ nói to. Đúng luôn. Thật không? Lúc nào chồng chả nói âm lượng như này. Không, nhưng có lúc cũng nói to hơn đấy. Đối với mình nói to hơn thế này là to rồi. Suốt ngày bắt lý bắt lẽ mình không? Giờ phải dựa bao một mình. Ừ đúng, không dựa mình. Chín chắn hơn để có thể dựa vào. Cuộc sống trong ngày hôm nay thì sẽ không đoán. Review chú rể xong một năm đấy à? Đúng rồi. Xến quá má ơi. Thế đến đoạn chồng tua đi nhá. Sao đoạn này tua đi nhá. Tua đoạn chồng đi. Xem mỗi chúng tôi tua. Gần 10 năm kể từ lần đầu tiên ngỏ lời
từ ngày đầu khi tôi vẫn còn là một chàng sinh viên mới ở quê lên thành phố, thì giữa chúng tôi lúc đó có rất nhiều sự khác biệt. Nhưng dần dần chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi có nhiều điểm chung hơn. Và những khác biệt ban đầu thì cũng chẳng còn quan trọng nữa. Chúng tôi quyết định đến với nhau, cùng hẹn hò yêu thương. Để rồi viết văn hay phết. Tất cả chúng tôi đã có giây phút của ngày hôm nay. Trong 10 năm đó tốt nghiệp văn thì cao phết. Đã có những lúc chuyện mình học về thật toán, sự rất là khó khăn với bế tắc của chúng tôi. Khoảng cách và thời gian thì khiến chúng tôi không còn dám tin vào những gì ở phía trước nữa. Tôi vẫn thường nghĩ rằng tôi là người cứng rắn, nhưng với em thì tôi thật sự những với em quậy thảo bao giờ gọi mình là em mà chắc chắn rằng có được em là điểm hạnh phúc lớn gọi em của đời chồng bà cho bảo gọi em anh em gọi có thích đâu của một người phụ nữ còn anh đến với em với hai bàn tay trắng nào. Hôm nay sự cố gắng lao động miệt mài đã giúp chúng ta phản bình được bản thân cười nhìn mẹ mình mà nhớ hôm đấy bọn mình chụp rất nhiều ảnh. Nói chung là các bạn đã chụp rất nhiều ảnh. Nhưng mà mẹ mình không có một kiểu ảnh nào mà gọi là, tức là có khoảng 2-3 cái ảnh là kiểu vui, cười, xinh thôi. Còn tất cả các ảnh khác đều khóc. Ảnh nào kiểu khóc xong rồi nước mắt giàn giụa. Nhưng hôm đấy bạn của mẹ đến rất đông đúng không? Đúng rồi. Bạn mẹ thì có rất nhiều ảnh không? Đúng rồi. Đến rất sớm nữa. Để quyết định gắn bó quãng đời còn lại với nhau. Trời ơi, tóc tôi. Anh và em sẽ bước trên một chặng đường mới không hề dễ dàng và hy vọng rằng chúng ta sẽ luôn mạnh mẽ để sát cánh bên nhau. Và hôm nay con cũng xin cảm ơn hai bên cha mẹ vì cha mẹ luôn là những người có công sức to lớn giúp chúng con có được những ngày hôm nay và cho phép chúng con ở bên nhau. Cảm ơn cha mẹ vì đã ủng hộ mọi quyết định của chúng con, đã lo lắng cho chúng con từ công việc đơn giản nhất để chúng con được đứng đây được làm lễ thành hôn để nên vợ nên chồng. Chúng con xưa sẽ yêu thương và chăm sóc cho nhau. Anh hứa sẽ là luôn là người chồng, người cha tốt. Anh hứa cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời này. Xúc động. Xúc động là vơ à? Đấy, đấy là toàn bộ những cái cảnh mà vợ chồng mình sợ nhất trong cái video này bởi vì cứ không dám xem. Thề với các bạn, đây là lần đầu tiên mà mình xem đầy đủ cái đoạn đọc lời thề của hai vợ chồng ấy. Còn mấy lần trước chỉ xem tí nhắc luôn. Đại loại xem cũng rất là hay nhưng mà kiểu mỗi lần xem có thể là xén xén được gì ấy. Vợ chính thức và hợp pháp của mình sẽ yêu thương và tại đây là trong này là trao nhân đúng không? Nhưng mà hồi đấy cũng chưa phải là vợ chồng hợp pháp đâu. Sau cái đám cưới này đẻ bơ xong. Vừa 3 tháng. 3 tháng. À đâu? Chưa đến 3 tháng đâu. Chắc khoảng 1-2 tháng gì đấy thì mới bắt đầu đi đăng ký kết hôn. Để thử xem như nào đã. Cả những mất mát của cả hai kể từ ngày hôm nay hay không? Tôi đồng ý. Không đồng ý nhá. Dạ. Bây giờ mới hỏi anh Trần Thành sẽ là người chồng chính thức và hợp pháp của mình, sẽ yêu thương và tôn trọng người chồng của mình, có hứa sẽ chia sẻ với anh ấy toàn bộ cuộc đời mình với những hy vọng và ước mơ, thành quả và cả những mất mát của cả hai kể từ ngày hôm nay hay không? Bây giờ trông khác nhiều rồi. Buồn cười, bây giờ nhìn cái chỗ hoa này mình nhớ là sau cái đám cưới chuẩn bị mọi người chuẩn bị đi về hết rồi, mình bảo mọi người là ai thích màu hoa nào thì đi vào lấy luôn bởi vì tất cả chỗ này đều là hoa tươi ấy. Nên là bọn bỏ đi rất là phí. Bỏ đi phí thế là tất cả mọi người xông ra lấy hoa mang về để cắm. Vì cái đám cưới của vợ chồng mình thì chắc là tiền hoa tiền là nhiều nhất đấy. Cắm toàn hoa tươi mà cắm cả hai cái sân khấu luôn. Nhẫn, nhẫn đâu? Không hiểu tại sao là cái nhẫn mà vợ chồng mình mua ấy, thì cái hôm mà bọn mình làm đám cưới xong, thế là mình cứ đeo nhẫn ở bên này, thì cứ mỗi lần mình rửa mặt thì mặt mình lại rất nhiều mụn. Thế là từ hồi đấy cũng không dám đeo nữa. Nên là còn cái hồi đầu nhẫn mình hay đi tập gym mà đeo nhẫn vào đây ấy, thì đẩy tạ rất là đau nên là nên bỏ thôi, ra. Cô, hai vợ chồng mình cho cắt vào đi, hộp cất cho đi vào rồi. Hộp cất chứ không đeo cả nhẫn trên đính tay. Hôn thế. Với cả từ ngày xưa ấy, vợ chồng mình cũng kiểu hai đứa kiểu lười đeo nhẫn cho nên là hay quên nữa nên là sợ lắm. Sau này khi mà đeo vào kiểu rất là vướng, không quen lắm. Cái đoạn này đoạn vợ thích nhất này, kiểu đi xuống xong mọi người ném hoa ấy. Những cái cánh hoa này vợ chồng mình đã chuẩn bị sẵn ở trong ghế ngồi rồi của trên của mỗi người rồi. Hai bạn mẹ này, nhà đội văn nghệ. Đây chỉ là 1/3, 1/4 đội văn nghệ thôi.
Nam này. Thôi chị đi, đi ông bà nội mình. Đấy thì đoạn sau là chụp ảnh mọi người các thứ đúng không? Là trong tương lai không ai có thể nói đây là buổi tối này. Nhưng mà hy vọng đấy, xong bọn mình sẽ có thêm cái tiệc tối nữa để mọi người có thể ngồi ăn các thứ cùng, thì cái tiệc này đông hơn, thì có cả bạn bố mẹ rồi họ hàng nữa thì đông hơn ở đây. Lúc đầu là bọn mình cũng không có một cái ý tưởng gì cho cái tiệc tối lắm, thế xong về sau mình bắt đầu lên Pinterest thì mình mới mua cái pháo về ấy, để tối mọi người đốt, thì cũng may là nghĩ ra cái đấy, bởi thực vì ra thì đến cũng lúc ấy lại đẹp. Cũng có một số người bạn mình thắc mắc là tại sao hai vợ chồng lại làm tận hai cái tiệc như vậy, bởi vì là bọn mình muốn lưu giữ lại khoảng cách thiêng liêng một chút ở cái lễ trao nhẫn này, và cái tiệc ăn uống thì tách riêng ra, bởi vì cái văn hóa ở Việt Nam ấy thì có nhiều người người ta không đủ sức khỏe để mà giữ để mà tham dự một cái lễ cưới nó dài như thế, cho nên có những người chỉ có nhu cầu đến ăn xong rồi vui vẻ một tí xong rồi mọi người đi về thôi, thì bắt mọi người ở lại chờ đợi một quá lâu như vậy thì cũng tội nghiệp mọi người ấy, nên là bọn mình đã phải tách ra thành hai cái. Với cả mình sợ nhất là cái cảm giác hai vợ chồng đứng ở trên đấy trao nhẫn vui vẻ khóc lóc các kiểu, xong tất cả mọi người dưới dô dô hai ba dô, xong rồi ăn không ai nhìn mình ấy. Thì thực ra ấy, cái này thì mình cũng chưa tham dự cái đám cưới nào mà có hai lễ như thế cả, thì hai vợ chồng cũng bàn bạc đau đầu với nhau cũng một thời gian khá là dài, kể cả nói chuyện với cả bố mẹ nữa, bởi vì khách bố mẹ chủ yếu mời vào cái tiệc thứ hai ấy, thì cũng phải tính toán, mà cũng may mắn là thôi mọi thứ cuối cùng cũng khớp tốt đẹp. Đó. Cuối ngày tã luôn. Ừ. Bởi vì hai vợ chồng mình gần như vừa có dâu rể và cũng là hai người chạy chương trình luôn ấy. Này, đây là cái màn đốt pháo bông. Cái chỗ này vui nhà, bật nhạc ấy, xong rồi nhảy các thứ. Nói chung là những người mà đến đầu tiên cũng là những người ở lại cuối cùng. Sau khi mà tàn tiệc rồi, mọi người dọn hết bàn các thứ rồi, bạn mình còn ở lại kiểu bật nhạc lên nhảy cùng với mình đến tận tức là tiệc cưới tổ chức vào khoảng 4 giờ, 3 giờ bắt đầu mời, mà hôm đấy là 10:30, 11 giờ mọi người mới về. Xong đấy mình mới về đón vợ mình, xong hai vợ chồng lại còn đi ăn phở với cả Vinh nữa. Bởi vì trong cái tiệc có ăn được gì đâu, xong hai vợ chồng còn đi ăn phở xong mới về. Ok, này. Đây là chị, đây là một người chị mà bọn mình quen trong đội văn nghệ và chị rất là thân. Nhưng mà chị bị một cái lấy chồng hơi muộn. Không phải là bị mà chị gọi chị là chưa, tiêu chuẩn chị chưa cao chọn quá. Được, chị chưa chọn được ai hợp lý cả. Thế là đợt đấy là chị đến đám cưới bọn mình cùng anh người yêu, anh Thắng. Thế đến đoạn cuối này cũng là bọn mình ném hoa và trúng chị Hiền luôn. Và cũng chỉ mấy tháng sau mấy tháng sau là chị Hiền và anh Thắng cưới nhau. Và chị rất happy, rất là vui, đang có một cuộc sống rất là vui vẻ. Và bây giờ thì thỉnh thoảng hai vợ chồng mình vẫn gặp, vẫn đi chơi với cả anh chị ấy. Đã, thế là hết, hết đám cưới. Nói chung bây giờ xem lại cũng xúc động, cũng có một cái gì đấy để kiểu nhìn lại về sau khi mà già rồi thì chắc là cũng có cái gì đấy để cho con cháu xem. Nói chung là cũng có một chút tự hào khi mà cái công sức của hai vợ chồng suốt mấy tháng cuối cùng đã tạo ra được một cái lễ cưới và có một cái video rất là thích như thế này. Thì mình cũng nói chung là mỗi khi xem lại video này cảm giác vẫn rất là hồi hộp, vẫn rất là xúc động. Nhưng mà chắc là sẽ không thể mà lúc nào cũng xem lại được, chắc là một năm mở lại xem một lần thôi. Không bao giờ mà con lớn biết xem tivi ấy, ngày nào bắt nó xem. Chắc là có khi nó sẽ cày video này xong nó mới chịu ăn cơm ấy. Gọi là cày như kiểu mấy cái video Baby Shark các hả. Bây giờ ok, một câu hỏi để chốt lại cái video này. Sau một năm thì chồng có thể review cuộc sống vợ chồng như thế nào? Nói chung là cái việc mà mình suy nghĩ trước hôn nhân với cả sau hôn nhân ấy, nó cũng có khá nhiều thứ lại bỡ ngỡ lạ lẫm, rồi hai vợ chồng có nhiều thứ phải lo lắng, phải suy nghĩ hơn, thì cũng có những lúc phải cãi nhau, có những lúc phải đấu tranh ngày nọ với nhau, thì nói chung là cũng để tốt cho cuộc sống hơn thôi. Còn từ cái sau cái thời gian cưới cho đến bây giờ bọn mình đã có thêm em bé rồi, thì cái cuộc sống nó cũng gọi là những gì mình hằng mong muốn thì bây giờ mình cũng đã có được rồi. Thì bây giờ cho đến sau này thì hai vợ chồng sẽ cùng nhau cố gắng thôi, mình để ít nhất là mình sẽ thực hiện lời thề dành cho nhau, trở thành người chồng tốt, người cha tốt. Không nói to.
Đấy là vợ mong muốn. Đấy, thì từ nay về sau thì hy vọng sẽ làm được cái điều đó. Và vun vén. Bây giờ thì mình không còn phải lo những cái vấn đề như là đám cưới như nào, cưới vợ như nào nữa. Bây giờ mình chỉ tập trung hai vợ chồng công việc và để chồng con, để có tiền, có tài chính, có cuộc sống tốt hơn dành cho hai vợ chồng và những đứa con. Những đứa con á. Từ đó. Đấy, thì mình thấy là cuộc sống sau một năm thì nói chung nó cũng có nhiều điểm khác. Bởi vì nếu mà mọi người cưới nhau xong mà chưa có con ấy thì có lẽ là nó vẫn như là thời gọi là rảnh rỗi ấy. Nhưng mà bởi vì bọn mình cưới nhau xong thì khoảng 5 tháng sau à? Ừ, 5 tháng sau thì đấy là là bơ ra đời. Thì nói chung mọi thứ nó cũng thay đổi nhiều. Và cũng không có thời gian để mà lặt cho những việc lặt vặt linh tinh ấy. Đấy, nhưng mà nói chung đại loại đến bây giờ mình vẫn cảm thấy hài lòng. Mình cũng nghĩ quan trọng nhất là hai vợ chồng mình đều cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Thế thôi, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian xem video này. Và nếu mọi người muốn xem lại thì mình sẽ để link ở dưới description box nha. Ok, chào mọi người.